Vũ xin chào bà con cô bác trên màn ảnh nhỏ. Vinh Phúc vô hoàn thành nè Phúc ơi. Hôm nay mới về ba cặp phục chơi game 125 sao siêu đẹp luôn. Chúng ta có thể gắn vô là full mập, full led, quay alpha 110, EGX, Blast là những cái dòng xe đó là vừa y gan đó. Nói chung là từ 2010 đến 2022-23 là vừa. Còn vô được đời cũ từ 2010 đổ xuống, thí dụ RS, QS Thái, QS Việt rồi đó, thì nó sẽ ngắn hơn chút xíu gì. Vô neo nó cũng vậy, nó ngắn hơn chút xíu gì. Quanh pha lốc trắng, lốc đen 110 Thái cũng vậy luôn. Nhưng mà dòng xe đời cũ, rim rồi đó, thì cũng ngắn hơn chút gì. Mà phải thay cái Argo, Argo ở trên, 12 ly đầu trên, đó. Cái đầu dưới thì giống nhau, cái đầu trên đó. Argo. Rồi ba cặp phục này đẹp, phải ghê luôn nè, để em đánh dấu rồi em bán cho bà con. Phục game 125 là phải dùng cái từ nhúng của nó là tuyệt vời. Phục trước, phục sau nó là dùng cái từ là tuyệt vời. Chứ không nói vậy chơi. Phút 5 kìa. Rồi, phút 5 đâu, phút. Bà gọi ơi, chuyện bà gọi ơi. Mẹ gì. Rồi cặp số 1 các bà con ha, tại tại nó mới nè. Nó ba cặp phục đỉnh mà. Em lao đó. Em lao hả? Ừ, anh lao hai cái này đỉnh nó cũng. 2023 nè, 23 S nè. Lao giỏi quá, mất tiêu cái đát ta luôn rồi nè. Mở cái đát ở bên đây, mở cái đát luôn, còn phe là lao đó, em lao nữa nè. Bên đây còn 23 S nè. Không sao hết, nó siêu mới luôn bà con ha. 1.6 triệu. Cái mâm nè. Mắm bụi á. Cặp số 1 đỉnh của chớp 1.6 triệu nha. Tiền ship khoảng 30.000 nha bà con ha. Hàng này là siêu đỉnh rồi. Cái này không có nói gì nữa hết trơn á. Nè từ phần cối này nó bấm. Hàng game 125 tháo xe á, thì nó sẽ có cái chữ bê phở ở trong hình tròn. Nhúng là tiệc của mèo luôn. Đẹp đỉnh của chớp mà. Rồi hình hai người, một người là còn y nha. Một người nè. Còn y, hai người còn đẹp hết trơn luôn. Vỏ nhựa đẹp hết trơn luôn. Trên đầu trên đẹp hết trơn luôn. Đó. Rồi, chuyện cặp này số 1 xuống đây. Đó, 1.6 triệu. Ghê gớt, bữa nay nghỉ cho ăn cơm. Cá số 2, cũng là đời 23. Đóng 23 S đây. Rồi, quá khứ dị lai luôn, cặp này mới nóng lạnh luôn nè. Từ phần cối này là khỏi suy nghĩ luôn, ống nhựa nè, ống xi nè. Đó, số 2. 1.6 triệu, cộng thêm tiền ship 30.000. Chịu 7 hả? Em bù vô 100.000 hay gì? Quá đỉnh nè bà con ha. Siêu nhân luôn nha. Thằng nhỏ nó uống sữa gì đó, nó ra bóng giận đâu có cất châu đâu. Đó con uống nước mía nước dừa với sữa nó đành. Nè số 2. Rồi siêu đỉnh của chớp. Không uống gì nữa. Chiều 6. Có nước mía nó. Số 3 đó là nóng lạnh không. Mà số 3 làm như nó bị mấy thằng lằn nó đái hay là chuột nó đái rồi. Nè. Cái đầu nè. Đời 22. Cuối 22 nè, hai hàng chữ đầu 23 cũng như phục 23. Nè. Ở trên đầu có hơi hơi đốm 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 móc 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 nè. Móc 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 nè. Cái này lý do chắc bị nhầm kia người ta tháo phuột người ta bó lại á. Mà cái đầu không bó thì hồi nãy phuột giờ cũng cái đầu không bó. Chuột hay thằng lằn nó đái á. Còn ở dưới thì thôi đi nhé nè. Ở dưới người ta có quấn là bảo vệ lại nè ha. Ok luôn nè cậu ha. Rồi cũng như là trừ ở trên 50 ngàn đi cái này số 3. Chịu gửi 50. Mấy phục giờ đồ đạt nó lên bán là ít xịu à. Ít xịu lấy à. Ngày xưa em lấy lần 10 cặp 1 cặp không. Giờ xịu lấy à. Rồi cái này là chỉ là cái đầu trên thôi, không có ảnh hưởng đến chất lượng hay này kia ha. Cái đầu trên nếu chúng ta bắt vô cái xe thì nó đã che khuất rồi. Ở dưới nè, mới y chang như hai cặp vừa rồi, không có khác gì hết. Rồi rồi đi khiến máy vô. Kiều máy vô, khiến vô. Em đi khiến cho nó đi. Cục máy nhẹ mà có hai mấy ký mình em luôn hả? Rồi chiều gửi 50 mới nóng lạnh luôn nghe bà con ha.
Dạ, hôm nay sẽ gã cục máy Gim 125 siêu cọp xuất sắc tuyệt vời mặt trời luôn, máy đi 200 cây số chưa thay nhớt lần nào luôn. Đó. Thì cái pin pin sườn là 500, pin sườn đâu? Pin sườn này 500. Pin sườn nó có cái ngắt ra nè, gấp cái ngắt ra đó. Bấm cái ngắt rút ra. Pin sườn 500, IC 600. IC này nè, 600. Cục sạc 300. Rồi, cục kích đài 150 là vô xe nào cũng được. Rồi cộng dây điện sườn là 150 ốp top 50. Bỏ này xuống đây ta để máy ra. Rồi máy xe cầm đi 200 cây số à. Trời ơi tại sao dơ dữ vậy? Đi 200 cây số chưa thay nhớt nghe bà con ha, chết bà quá trời đất này. Bụi ừ lao lại đúng không? Lao lại đi. Ai mua gì bán đó, cái phần trục bô này lấy cái kìm tháo lại bỏ qua bên cái máy kia, để máy kia bán nguyên con. Máy kia là mình mới cái bán trục bô không không? Cái kéo cắt không được đâu, cái bấm cái này không được. Gông út. Rồi móc kiếm cái kìm, kìm gì cũng được, bấm này. Lốc số 300. Lốc giữa, ô hôm qua có anh kia anh hỏi nè. Ừ, chùi lại, ba đắt chùi lại. Đứt tay không? Không. Đứt tay em, có đứt tay anh nào sao? Tình nghĩa có chắc mình đâu. Cái bỏ ốc máy, ốc đầu bò, ốc cho máy là luôn á, dàn ôm vậy đó, là 1 triệu. Rồi củ đài 750. Rồi bộ số 1 triệu gửi. Gã luôn chút xíu gã luôn á. Đầu lòng 4 triệu gửi. Ai mua cái đầu 2 triệu, cái lòng 2 triệu gửi. Đó. Cặp lóc mang cá, cái mang cá đâu ta? Rồi cái dên 2 triệu. Đó. Bộ nồi 3 triệu 7. Ai thích nào thì dứt cái đó luôn. Chút xíu dở lên cái xe này, xe cầm nghe bà con ha, cái chạy có 200 cây số rồi cầm tới giờ luôn. Còn cái nồi lau mịn nào không, lên đây lau tiếp đi. Mịn nên lau phục á. Ốc nhái đâu là mới chát, cái bộ ốc là 1 triệu. Quên nữa, cái đầu Gim 125 chúng ta sẽ gắn phu chờ neo là vừa y gan. Ví dụ dàn ốc hay là cái báo số là vừa hết bộ số hay bộ nồi gì. Dên, đầu lòng gắn phu channel vừa hết. Còn bà con bưng nguyên cục cũng có luôn. Cũng có bưng nguyên cục luôn. Để bán cho bà con nguyên cục siêu cọp á. Rồi nè, cặp lóc mang cá nè. Hai cái mang cá này với cái lóc này quá trời đẹp luôn. Rồi hơi coi cái lóc kia. Đỉnh của chớp. Lựa thứ giữ đầu đinh không à. Mấy cộng dây hai máy 100 ngàn. Rồi cái lọc xăng này 150. Đó, cái trái xe xị 200. Chục bô này bán rồi. Rồi quay lại cục máy đây. Nãy giờ trời ơi sao tăng cam không chùi. Thở gỡ cái đầu bò sao không chùi. Trời ơi hai bà này. Máy mới chưa thay nhớt lần nào luôn á. Bây giờ nguyên cái combo chút xíu quay chưa thay nhớt cho bạn. Xe cầm móc meo chưa. Bốn ốc đầu bò, bốn lông đền với nguyên cái bộ ốc máy. Hai bên là 1 triệu. Đó. Xe đi 200 mấy chục cây à. Chút xíu đi tính đó, sao. Rồi đầu lòng này nè. 4 triệu gửi. Còn ai mua cái lòng là 2 triệu gửi, ai mua cái đầu thì 2 triệu. Cái đầu nó sẽ có cái coi si. Không có ốc đầu nha, cái đầu không à, bên trong sẽ có cam còi xúc bắp đầy đủ. Lòng là có tăng cam hai cái bát này. Với bên trong là có bê tông và vạt đầy đủ. Nhiều quá, nhiều cũng xíu. Cái gì? IC 600 ngàn.
trời ơi. Trời ơi, cặp lóc này quá trời đỉnh này. À, cặp lóc gì là lóc với măng cá này là 1 triệu, quá đỉnh là đỉnh của chớp luôn nha bà con ha. Từ bên trái sang phải nóng lạnh luôn ha. Đó. Hồi nãy cái măng cá nè. Máy siêu cọp này thì nó phải vậy thôi. Đó. Rồi, lóc và măng cá là 1 triệu. Rồi bộ nồi là 3,7 triệu, còn bộ bi chỉnh nồi là 200 ngàn. Trái xá xị là 200, co với bình xăng. À, cái bình xăng là 1,8 triệu, bình xăng với cái fit này đâu, còn cái co với hai ốc ở dưới là 150. Rồi cái lòng nè, có bị cái lòng bị muối này là chuyện bình thường nha. Móc là bình thường, nó nước nhôm là phải bị thôi, còn nhôm là không bị là đâu phải nhôm. Lòng 2,5 triệu, đó cái đầu 2 triệu, đầu là sẽ có mô ghi, rồi cái oxy và hai ốc carbo. Củ đài đỉnh của chớp này 750 ngàn. Cái dên 2 triệu, còn cái lóc giữa là dựng lên đây chưa? Nè, cho bà con coi máy chưa thay nhớt lần nào nè. Nè, máy chưa thay nhớt lần nào nè, thấy không? Thì anh đợi xíu, chưa thì anh lại cho anh ha. Cái gì hả? Mua gì? Nè, nó là bỗng gắn vô. Mua cộng sinh cam thằng bằng của quay y gắn vô. Không có. Quay chăm hay cái gì? Đâu có đâu, đâu có bán cái đó đâu mua. Hello. Cái lóc giữa này, lóc giữa ốc nhớt nè, à, lóc giữa với bơm SG là 1,3 triệu, cây trên 2 triệu, bộ số 750, bộ nồi 3,7 triệu. Chị nào có phục sao 345 không? Phục gì? Phục 345 ha. Là phục gì? Combo cúc số cúc đạp loại sao con chó cần lừa là 350 ngàn. 125 ghim á, phục gì bớt kẹo cá tê. Combo cúc số cúc đạp đẹp mới lại nóng lạnh ha. Rồi cái này sẽ gã nha bà con ha. Rồi cho bà con coi tổng quan máy nè. Rồi xe đi đó. Tại này em không rửa thôi, rửa là mới, tại xe cầm là chuyện bình thường, cái độ nó quá mới. Quá mới rồi, chưa thay nhớt lần nào mà sợ gì, cái này tháo ra bộ nồi mà không mới chát nữa thôi. Bỏ ra cái gì? Bị móc chỗ này nè, đó, chùi ra. Móc. Đó, máy chưa thay nhớt lần nào, nóng lạnh nè. Còn mà anh em muốn mua những cái máy này, cọp. Thì đủ phụ kiện hết trơn là 24 triệu, có luôn nha. Có bên ông Hưng nồi này kia có bán đầy đủ 24 triệu. Rồi phần đó xuống đây một xíu sẽ cho thợ gã luôn. Làm hồ sơ anh và chị này, nó làm hồ sơ gì nên đây hồ sơ gì này. Rồi trở lại video đây bà con ha. Cái cây gắt chân ngang 2 tầng 650 ngàn. À, chỗ này hơi chốc nước sơn miếng nha. Mấy con ốc này mới chát nha. Nè, cái trống hơi mòn xíu thôi. Hơi xét ở chứ không có mà mòn đâu nè. Hai cục thông mới chát luôn, 650 ngàn. Cần số vào đạp. Được cần số vào đạp. Vào đạp. Cần số 300 ngàn nha bà con ha. Số con ốc số 10 300 ngàn. Vô xe neo xe gì cũng được ha. Xe neo phu 2 phu neo rồi đó. Cái dòng phu 125 á. Bà con mua về gắn 100 là không vừa. Cái vào đạp như thế này cái lỗ bự nè. Phải vô về mua về gắn 125 á. Rồi vào đạp này phu 2 phu neo phu ít nha. Còn vô phu mập, phu led không được nha.
Rồi cái này nãy quay rồi, IC thì 600, cục sạc 300. Nó cái dây điện sườn thì 150, còn cái cục kích đề thì 150. Đó, cùng cục bên sườn 500. Có ốp tóp thì 50, ốp tóp gắn neo đồ ok luôn nha. Rồi bán lẻ một cái. Bán lẻ cái bánh trước ở đây, có cái bánh trước con 110 Thái mà đồ mới ra gáp sẵn nha. Bộ mới gáp sẵn tức là em gáp câm, dành, đùm, Thái 5 lỗ nè. Gắn 110 Thái và dít ít nha. Đó. Cái bánh trước này cái bánh trước này là chịu gử. Bánh không á, cái bánh trước này không là chịu gử nè. Cái đùm, cái đùm với câm với dành là chịu gử. Đó. Rồi cho xuống đây, đưa cái bánh sau lên. Tiếp theo là cái bánh sau. Cái bánh sau xài má nhỏ. Ẩm đi ra chỗ khác, ẩm đứng lên, đứng lên đừng gió la nó, đi ra chỗ khác đi. Cần tăng cam, cái cục tăng cam á, tăng cam tự động á, cục tăng cam 300.000. Rồi đây là cái đùm sau, cái má đùm sau của con Kim 125 có chạy cộng lông chuột nè, cộng hai cộng lông chuột nè. Nói cho rõ ràng, cục tăng cam tự động khác nha, còn cái sinh cam thằng lần là khác. Cái bánh này xài má nhỏ sao, nó bán cái bánh lẻ sao là ẩm đi ra ngoài trước. Cái này là cái đùm sau có cái bố gin đó, má kẹp đầy đủ. Đây là cái má gin 125, cái má gin 125 này bán 400.000 nè, nó có chạy lông chuột nào bán 400.000. Còn cái đùm sau này là cái bánh sau này chịu gử, câm đùm dành sau chịu gử là chịu chính. Đây là đầu Thái mới, Thái mới. Đó, anh em có thể em gáp cái dành này CM Gucci 1.40 vô nè. Cái đùm này đùm mới Thái, đùm mới chiều gửi, cái này 400 nữa. Nếu chúng ta có thể mua cái này, mua bộ này, mua cái bánh này về gắn dít ít được nè. Mà bánh trước bánh sau này hồi nãy là gắn dít ít được luôn đó, gắn 110 Thái, gắn quay Thái 100 ha, gắn xe ghim. Nè cái này là chịu chính, vậy là gắn có thể gắn xe ghim. Quay 100 Thái, quay 110 Thái, ghim, rồi gắn super. Đó, tại dành 14, cầm mới, dành mới, đùm mới, có cái má này là gã xe, má này bán 400 nè. Gắn vô đùm này, chịu gửi nên là ra chịu chính. Đó, rồi, cho xuống đi. Rồi, clip này hết rồi bà con cô bác ha. Rồi xin chào bà con cô bác nha.